chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng tăng, đã có nhiều ca mắc của biến chủng mới ở một số địa phương như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy tình hình dịch bệnh tại tỉnh Kiên Giang như thế nào? Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại, Kiên Giang cần thực hiện những biện pháp gì? Trong chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang sẽ thông tin đến quý vị và các bạn với chủ đề Kiên Giang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Trung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trung Tấn Thịnh đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Đầu tiên xin bác sĩ cho biết là diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước cũng như là trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện nay như thế nào ạ? Tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước thì theo thông tin ghi nhận tới thời điểm hiện nay từ hệ thống giám sát ca bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong cả nước thì có xu hướng là gia tăng trong khoảng hơn 2 tuần gần đây. Số ca bệnh thì có thể có ngày lên đến khoảng trên dưới khoảng 2.500 ca bệnh mắc mới trên một ngày. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia cũng nhận định, mặc dù số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu là tăng cao, nhưng hệ thống y tế cũng không bị quá tải, vẫn đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Số ca chuyển nặng cũng như là số ca tử vong COVID-19 thì cũng không có, dẫn đến cái tình hình dịch thì hiện tại vẫn kiểm soát ổn định. Còn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì trong vòng khoảng 2 tuần từ trong tháng 4 gần đây thì số ca bệnh cũng mắc mới thì cũng có chiều hướng là gia tăng. Thì khoảng 3 ngày gần đây thì khoảng trên từ 10 cho tới 20 ca mắc mới trên ngày cũng được ghi nhận. Thì tính từ ngày 1 tháng 1 2023 đến thời điểm này thì tỉnh Kiên Giang cũng ghi nhận là trên khoảng 120 ca mắc mới. Thì tuy nhiên thì các cái ca mắc mới đều được khoanh vùng, xử lý chọn lọc và có gửi mẫu đến viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để giải mã các trình tự gen để xác định các cái biến chủng của Covid đang lưu hành trên tại địa phương. Thưa ông, mặc dù thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Kiên Giang thì đang cơ bản ổn định, nhưng mà một số nơi trên cả nước thì cũng đã xuất hiện một số ca mắc mới là có biến chủng mới. Như vậy thì xin ông cho biết là đối với biến chủng này thì có những cái nguy hiểm gì đối với các biến chủng trước ạ? Về tình hình cái biến chủng mới hiện nay đang lưu hành thì Việt Nam cũng đã phát hiện các biến chủng như là cái biến chủng mới nhất là XBB.1.5, các cái biến thể khác cũng như là của cái biến thể của cái Omicron thì hiện là chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu, cũng như là Việt Nam cũng có xuất hiện cái biến chủng mới. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là các cái dữ liệu phân tích trên thế giới hiện nay cũng cho thấy là không có một cái báo cáo nào về cái mức độ nghiêm trọng cao hơn đối với các cái biến thể đang lưu hành, và cũng không có cái báo cáo nào về việc gia tăng cái số ca nhập viện hoặc là tử vong ở các khoa cấp cứu của bất kỳ các cái biến thể dòng XBB hiện đang lưu hành. Thì tuy nhiên thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã khẳng định là những người đã tiêm vaccine phòng Covid-19 thì hoặc là đã từng nhiễm bệnh thì cái hầu hết là đều có miễn dịch và cái vaccine hay là do mắc phải. Thì chính những cái yếu tố này đã bảo vệ những cái trường hợp mà mắc bệnh là có cái triệu chứng nhẹ hơn hoặc là ít hoặc là không có triệu chứng. Tuy nhiên thì cũng cần chú ý là riêng cái nhóm mà có nguy cơ cao như là cái người cao tuổi, bệnh nền, suy giảm miễn dịch hoặc là phụ nữ mang thai thì cũng cần chú ý. Đặc biệt là nên tiêm ngừa đủ liều đúng thời điểm theo cái khuyến cáo của ngành y tế. Dân thông. Có thể nói thì trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thì việc tiêm vaccine đóng vai trò rất là quan trọng. Như vậy thì xin ông cho biết là hiện nay thì việc tiêm ngừa vaccine ở các nhóm tuổi được tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện như thế nào trong thời điểm hiện tại ạ? Cái việc tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho tới thời điểm hiện nay thì vẫn liên tục thực hiện, không có ngưng cũng không có gián đoạn. Thì đến thời điểm này thì tỉnh Kiên Giang cũng tiếp tục thực hiện tiêm ngừa vaccine COVID-19. Thì mới đây, theo cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, theo công văn số 710 ngày 21 tháng 4 đó, là yêu cầu là tất cả các cái đối tượng theo cái nhóm tuổi thì phải đảm bảo là trên 80% cái đối tượng được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đủ các cái liều theo khuyến cáo. Thì cũng thông tin thêm đối với mũi cơ bản, cái người mà trên 18 tuổi thì mũi cơ bản thì đã đạt, còn cái mũi nhắc lại lần 2 thì hiện tại thì cũng được 88,4%, mũi nhắc lần 1 thì cũng được 81,6%. Còn đối với trẻ em mà từ 12 cho tới dưới 18 tuổi thì mũi cơ bản thì không đạt, nhưng mà cái mũi nhắc lại là tới thời điểm này thì của tỉnh Kiên Giang cũng đạt có 68,09%, là nó chưa có đạt theo yêu cầu. Còn đối với trẻ em mà từ 5 cho tới dưới 12 tuổi thì mũi cơ bản cũng đạt, và mũi 2 hiện tại thì cũng được 88,2%, thì chúng ta cũng đạt theo cái yêu cầu của chỉ đạo của Ủy ban. Tuy nhiên thì cái chiến dịch tiêm vaccine thì vẫn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn. Ngành y tế cũng đã ban hành các cái văn bản và tham mưu cho Ủy ban cùng với các sở ngành địa phương cũng phối hợp thực hiện là đẩy nhanh cái tiến độ tiêm ngừa vaccine COVID-19, kết hợp phối hợp với các cái giữa Sở Y tế với cái giáo dục, các cái ngành có liên quan để thực hiện tiếp tục tiêm ngừa và tiếp tục tăng cường cái công tác truyền thông. Thì vấn đề ở đây cần quan tâm đối với cái sự việc mà tiêm ngừa vaccine COVID-19 là cái nhóm lứa tuổi 12 cho tới dưới 18 tuổi mà tiêm nhắc lại đó là chúng ta còn rất thấp, mới đạt khoảng trên dưới khoảng 69% thôi. Thì như vậy thì tuy nhiên là trong thời gian này là phải đẩy mạnh để tiêm ngừa cho nó đủ liều những cái nhóm tuổi này. Tuy nhiên thì qua khảo sát cũng như là kết quả báo cáo từ Bộ Y tế là cái nhóm lứa tuổi này tiêm ngừa không có đạt, thì tình hình chung là nguyên nhân chính là do một cái bộ phận cha mẹ là không muốn cho con tiêm ngừa, lo ngại là nó có sự ảnh hưởng về cái phát triển của trẻ sau này. Cái thứ hai nữa là các cái thông tin khoa học về tính an toàn, hiệu quả của phòng chống dịch COVID-19 từ Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà khoa học thì nó cũng còn thiếu và hạn chế, trong khi xuất hiện những cái tin đồn, tin sai sự thật trên mạng xã hội, dư luận của người dân thì lại là nó quá nhiều. Nguyên nhân thứ ba cơ bản là do cái năng lực về truyền thông, công tác cán bộ truyền thông về cái tiêm ngừa chúng ta cũng còn thiếu, làm cho công tác truyền thông tại cơ sở cũng chưa có được đạt theo yêu cầu. Thì tới đây thì cũng được Ủy ban chỉ đạo là đẩy mạnh tiêm ngừa để cho nó đạt yêu cầu. Thưa ông, theo nhận định chung thì tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 thì vẫn còn diễn biến phức tạp. Như vậy thì đối với công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì đang triển khai thực hiện những cái công việc gì thưa ông? Trước tình hình diễn biến phức tạp thì tại tỉnh Kiên Giang tình hình dịch COVID-19 thì cơ bản đến thời điểm này thì được kiểm soát tốt. Tuy nhiên thì cũng vẫn là tiềm ẩn cái nguy cơ diễn biến phức tạp khó lường. Trong khi cái tiêm ngừa, cái tỷ lệ của trẻ em từ 12 tới dưới 18 tuổi thì mũi nhắc cũng chưa đạt, trẻ em từ 5 tới dưới 12 tuổi thì mũi 2 thì chúng ta cũng chưa đạt theo yêu cầu. Nên là để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tình hình dịch, không để bùng phát trở lại và góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở ngành, thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, luôn theo dõi sát tình hình dịch và sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch xảy ra, đẩy nhanh cái tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho các nhóm đối tượng chưa đủ mũi theo hướng dẫn, mà chú ý là cái nhóm có nguy cơ cao như là mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai. Thì tất cả người dân cùng chung tay phòng chống dịch, tuyệt đối là không hoang mang, không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo cái hướng dẫn chỉ đạo. Thưa ông, ngoài những cái biện pháp mà phòng chống dịch như ông vừa nêu thì là cơ quan chuyên môn, ông có khuyến cáo gì đối với nhân dân để nhân dân chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại ạ? Trước tình hình ca mắc dịch Covid-19 mới cũng gia tăng trở lại trong thời gian gần đây thì khuyến cáo hiện nay cũng thực hiện của người dân là cần tập trung nghiêm túc là thực hiện cái thông điệp là 2K cộng với vaccine, cộng với ý thức của người dân. 2K ở đây là gồm có khẩu trang và khử khuẩn. Thì chúng ta nên tập trung đeo khẩu trang ở những cái phương tiện giao thông công cộng, đến nơi công sở và các cái cơ sở khám chữa bệnh, những cái nơi tập trung đông người, khử khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường, nơi làm việc. Còn về cái tiêm phòng vaccine Covid-19 thì chúng ta cần phải tập trung là đẩy nhanh, đẩy mạnh tiêm những cái đối tượng mà chưa đủ liều, đủ mũi theo hướng dẫn khuyến cáo của ngành y tế. Như là chúng ta đến nay cũng còn một tỷ lệ nhất định là tương đối nhiều là chưa tiêm đủ liều, đủ mũi. Những cái trường hợp đối tượng này thì nên cố gắng tập trung tiêm cho đủ. Còn đối với những người mà có nghi ngờ về có triệu chứng của bệnh thì hãy đến cái cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn điều trị và theo dõi những cái biến chứng nặng cũng như là được hướng dẫn trong cái quá trình chăm sóc. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã tham gia chuyên mục lần này. Thưa quý vị và các bạn có những ý kiến thắc mắc yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, có thể gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ email dân hỏi chính quyền trả lời a@kiangiang.gov.vn hoặc gửi thư về Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ số 9 đường Mạc Đỉnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra quý vị và các bạn còn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin điện tử tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt.